Đắk Nông là một tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Nam của Tây Nguyên, được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2004. Ngay sau đó một năm, 2005, Ban trị sự lâm thời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông được thành lập. Đến 2007, Đại hội chính thức nhiệm kỳ 1. Đây là tỉnh muộn nhất trong năm tỉnh Tây Nguyên thành lập Ban trị sự. Tuy nhiên, trải qua hơn 3 nhiệm kỳ, với tinh thần phụng đạo, đoàn kết hòa hợp, Phật giáo tỉnh Đắk Nông đạt nhiều thành quả to lớn. Nhiệm kỳ 3 2017-2022, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt dịch Covid-19, Phật giáo Đắk Nông luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương, góp phần vào sự ổn định và phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Đoàn kết hòa hợp của Tăng đoàn cũng như tín đồ Phật giáo thì cũng đã thành tựu được nhiều mặt tích cực và phát huy Phật giáo. Nhưng trong đó thì một tỉnh mới thì nó gặp nhiều cái sự khó khăn. Một là về thời tiết tỉnh Đắk Nông thì nó lại rơi vào Phật đản hay là Vu Lan đều rơi vào mùa mưa. Chùa này cách với chùa kia mấy chục cây số một lần, thì trong sự điều kiện cái sự sinh hoạt mà khó khăn. Theo thống kê thì tỉnh Đắk Nông hiện nay có 39 dân tộc thiểu số anh em cùng sinh sống và làm ăn phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Thì với cái số lượng đồng bào dân tộc thiểu số nhiều như vậy thì cái sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng là rất là đa dạng và phong phú. Còn riêng đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì trong thời gian qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cũng đã thành lập Ban trị sự Phật giáo tại 8 huyện thành phố và đã thành lập cái phân ban phụ trách công tác dân tộc thiểu số của Ban trị sự. Và phân ban này thì có chức năng là sẽ chăm lo cái công tác Phật sự đối với cái bà con tín đồ Phật giáo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đại hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2017-2022 đã suy cử ban trị sự gồm 51 vị do Thượng tọa Thích Quảng Tuấn làm trưởng ban. Trong nhiệm kỳ qua, Ban thường trực Ban trị sự đã đề xuất các cấp chính quyền địa phương thành lập 3 ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện thành phố gồm huyện Tuy Đức, Đắk Long và thành phố Gia Nghĩa. Đến nay, tỉnh Đắk Nông đều đã có Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện thị. Qua đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh dễ dàng chỉ đạo, hướng dẫn công tác Phật sự tại địa phương. Trong năm 2021, 5 huyện gồm Đắk Rấp, Đắk Song, Đắk Min, Cư Rút và Krông Nô đã tổ chức thành công Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc. Đắk Nông là một tỉnh mới, số lượng tăng ni rất là hạn chế, cho nên Ban trị sự luôn luôn kêu gọi tăng ni ngoài tỉnh, nhất là tăng ni trẻ, phát tâm dấn thân về những cái vùng cao, vùng sâu để mà đưa ánh sáng Phật pháp đến với bà con. Thì trên cái tinh thần đó là Ban trị sự Phật giáo tỉnh là rất quan tâm vấn đề mà tiếp nhận tăng ni ngoài tỉnh về tại tỉnh nhà. Thuở sơ khai, Phật giáo tỉnh Đắk Nông chỉ có 2 vị tăng, 8 ngôi chùa. Đến nay đã có 135 tăng ni và 44 cơ sở tự viện. Sự nghiệp hoằng pháp không chỉ là nhiệm vụ cốt yếu của mỗi tăng ni, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống giáo hội. Ý thức được việc đó, trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã không ngừng đẩy mạnh công tác thuyết giảng, hướng dẫn tín đồ tu học và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của giáo hội. Nhiều chương trình thuyết giảng phong phú đã thu hút đông đảo Phật tử đồng bào tham gia. Hầu hết các chùa đều tổ chức dạy giáo lý cho Phật tử và sinh hoạt thanh thiếu niên Phật tử sau các ngày sám hối hoặc cuối tuần. Các đạo tràng tu học cũng nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình từ chư tôn đức tăng ni trong tỉnh. Hoằng pháp đến tỉnh Đắk Nông thì cũng biết được vùng địa hình vùng núi, các cơ sở vùng sâu vùng xa, cơ sở hành chính cũng như các ngôi chùa cũng chưa được mở nhiều. Chính vì thế mà Ban trị sự đặt cái nền tảng và là cái nghị quyết là làm sao lập được các điểm sinh hoạt tôn giáo ở vùng sâu vùng xa và để tạo điều kiện cho bà con Phật tử vân tập và Phật chư tăng ni cũng đủ điều kiện pháp lý để vào hướng dẫn sinh hoạt. Và từ đó có cơ sở rồi thì mình sẽ nhắm đến cái vấn đề giảng dạy giáo lý cho bà con các vùng sâu vùng xa, mà trong đó đối tượng người già và đối tượng trẻ em đang nhắm đến để đưa Phật pháp vào vùng sâu vùng xa.
Xác định tín đồ Phật tử luôn là lực lượng quan trọng trong việc hộ trì Phật Pháp, nhiệm kỳ qua, Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Đắk Nông đã thành lập được 4 phân ban trực thuộc gồm phân ban cư sĩ Phật tử, phân ban gia đình Phật tử, phân ban thanh thiếu niên Phật tử và phân ban Phật tử dân tộc ít người. Hiện phân ban gia đình Phật tử có tổng số 18 đơn vị đang sinh hoạt với 948 đoàn sinh. Nhiều khóa trại được tổ chức trong những năm qua như trại A Dục, trại Ano Mani Liên, trại Vạn Hạnh v.v. Còn số lượng câu lạc bộ Phật tử đang sinh hoạt là 11, góp phần phụ giúp công tác Phật sự tại các tự viện. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, các khóa tu mùa hè có từ 200 đến 700 em tham gia mỗi khóa được tổ chức thành công. Đây là hoạt động bổ ích giúp cho các bạn trẻ tiếp xúc với đạo đức Phật giáo, nương theo ánh sáng của Đức Thế Tôn. Riêng cái tỉnh Đắk Nông này có cái ban gọi là dân tộc thiểu số, nó rất là thiết thực. Cái vấn đề tín ngưỡng thì cũng chưa có hòa nhập vào cái tín ngưỡng Phật giáo nhiều. Cho nên trong nhiệm kỳ vừa rồi thì quý thầy trong ban hướng dẫn đang nỗ lực trước hết là công tác từ thiện để gây cái sự gần gũi, sau đó đưa họ vào cái tín ngưỡng sinh hoạt mang tính cách là của Phật giáo. Phát huy giáo lý từ bi cứu khổ của đạo Phật và tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, trong 5 năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thành phố vận động tăng ni, tín đồ Phật tử tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo với tổng số tiền gần 52 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 2021, Ban trị sự tỉnh cũng như các huyện thị đã vận động trên 1.500 tấn nông sản, thực phẩm kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và người dân trong các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thì cái công tác từ thiện thì luôn luôn đặt ra là cho cái cần câu hơn là cho cái con cá, đó là quan niệm của thế gian. Thì Phật giáo cũng hướng đến cái điều đó là làm sao mình tạo cho người ta một cái công ăn việc làm hoặc cái nghề nghiệp gì đó ổn định. Thì cái việc mà tặng bò giống cho bà con hoặc là tặng những cái dụng cụ lao động sản xuất để bà con có một cái công ăn việc làm ổn định lâu dài, đây cũng là điều mà Ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng trăn trở và hướng đến. Trong nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác Phật sự. Trước hết là do sự tinh tiến, nỗ lực và đoàn kết hòa hợp trong nội bộ Ban trị sự cũng như toàn thể tăng ni tín đồ Phật tử tỉnh nhà, sự chỉ đạo sát sao của Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành tỉnh. Đây chính là động lực, là nhân tố quan trọng cho sự thành tựu của công tác Phật sự 5 năm qua. Tin chắc rằng chư tăng ni Phật tử tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục phấn đấu phát triển hơn nữa, xứng tầm với tiềm năng của tỉnh non trẻ nhất vùng Tây Nguyên.